Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một cái tình huống là người phụ thuộc. Thì cháu ruột của các bạn, ví dụ các bạn có một cái bà chị, được không? Bà chị đang trong độ tuổi lao động, nhưng mà bà thất nghiệp, được không các bạn? Bà thất nghiệp, bà có những cái đứa con. Như vậy câu hỏi đặt ra là các bạn có được quyền nuôi con của chị các bạn không? Được không các bạn? Trong tình huống này các bạn có được quyền không? Biết rằng chị của bạn là đang trong độ tuổi lao động và đang thất nghiệp. Thì chưa thất nghiệp nhiều năm rồi. Ok, thì trong tình huống này á, các bạn xem cho tôi cái ngay chỗ này các bạn. Cái điểm D.4 nè. Điểm D.4 của khoảng D của khoảng 1 điều 9. Tiết D.4 điểm D của khoảng 1 điều 9 thì người ta định nghĩa về người phụ thuộc. Thì trong đó nó có là cháu ruột của người nộp thuế. Được không các bạn? Như vậy là cháu ruột của bà chị các bạn nó chính là người phụ thuộc, nhưng với điều kiện là làm sao các bạn? Là những cái người đó thì sao, phải là không có nơi nương tựa, tức là cháu của các bạn á không có nơi nương tựa, không có nơi nương tựa, tức là như thế nào đây các bạn? Tức là cháu của các bạn không còn gì, không còn cha mẹ nữa, được không? Không còn cha mẹ nữa, không nơi nương tựa, được hiểu là sống độc thân nè, tức là cháu của bạn là sống độc thân, không có thân nhân, được không bạn? Nhưng mà làm sao cháu của bạn có thể là ngoài độ tuổi lao động, không có khả năng lao động nè, rồi được chưa? Như vậy mình nói tới cái vấn đề là nếu mà cháu của các bạn, tức là con của bà chị, mà chị của các bạn là làm sao đang trong độ tuổi lao động, tức là đang lao động nhưng mà không có việc làm, thì cháu của bạn trong tình huống này làm sao? Không được tính là người phụ thuộc của các bạn. Rồi, hiểu chưa? Trừ khi cháu của bạn làm sao sống độc thân, không nơi nương tựa, cha mẹ mất rồi, không còn ai nuôi nữa, thì trong tình huống này cháu của bạn sẽ được tính là người phụ thuộc cho các bạn. Rồi, các bạn rõ ý chỗ này chưa? Ok chưa? Các cá nhân khác là không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, nếu đáp ứng tại điểm D khoảng một điều này. Đây. Đây là các cá nhân mà không nơi nương tựa là cháu ruột rồi. Nhưng mà phải đảm bảo là không nơi nương tựa nha. Được chưa? Rồi. Các cá nhân nè, điểm D nè. Các cá nhân tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại nè, phải đáp ứng cái điều kiện sau. Phải đáp ứng cái điều kiện sau các bạn. Nếu mà trong độ tuổi lao động á thì cái người cháu của các bạn phải làm sao? Phải bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Được chưa? Nếu mà đang trong độ tuổi lao động á. Ok không? Còn nếu mà sau cháu của bạn không có độ tuổi lao động mà không nơi nương tựa thì vẫn được. Được chưa? Ví dụ như là bà chị của bạn vừa sinh con ra, chị của bạn mất, thì có phải là cháu của bạn là không nơi nương tựa không? Được không các bạn? Nhưng mà trong tình huống này là làm sao? Đâu có lao động được đâu, mới sinh ra mà sao lao động được? Thì khúc đây là các bạn được quyền tính. Còn nếu mà cháu của bạn mà không nơi nương tựa được rồi, nhưng mà làm sao đang trong độ tuổi lao động, thì phải chứng minh là phải khuyết tật. Được chưa? Còn nếu mà ngoài độ tuổi lao động á, thì phải chứng minh làm sao? Thu nhập không dưới 1 triệu đồng trên một tháng. Được chưa? Như vậy nếu mà các bạn có những người cháu mà những người cháu đó vẫn còn ba mẹ, thì và ba mẹ đó đang trong độ tuổi lao động, thì 100% cháu của bạn sẽ không được tính là người phụ thuộc. Cái vấn đề này á thì vừa rồi Tổng cục Thuế nè có ra công văn 4758 ngày 26 tháng 10 năm 2023, có kết luận một cái câu bên dưới nè:
Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại mà những cái người cháu này nè vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng thì không được áp dụng là người phụ thuộc. Rồi được chưa? Các bạn có thể lên Google tải công văn 4578 ngày 26 tháng 10 năm 2023 về các bạn xem lại. Rồi hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn nào mà đang có ý định đăng ký người phụ thuộc là cháu thì hãy xem kỹ cái vấn đề này. Nhớ là cháu phải là không nơi nương tựa, tức là ba mẹ không còn nữa. Được không? Ba mẹ không còn. Hoặc là ba mẹ làm sao? Ba mẹ những người đó làm sao? Mất khả năng lao động thì được. Ok chưa? Vẫn còn ba mẹ, cháu vẫn còn ba mẹ nhưng mà ba mẹ không có khả năng lao động. Phải chứng minh cái vấn đề không có khả năng lao động thì trong trường hợp đây các bạn được đăng ký là người phụ thuộc. Còn nếu mà cha mẹ làm sao? Vẫn có khả năng lao động. Cha mẹ của người cháu đó vẫn có khả năng lao động thì lúc này các bạn không được tính, không được đăng ký là người phụ thuộc. Rồi các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi được like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.